thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể dân làng thôn Văn Xá, MC Trọng Tình, Thanh Hương xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất. Vâng, cứ mấy độ xuân sang, khi hoa xuân nở tím, những mầm cây nảy lộc đâm chồi, không khí xuân rào rực thì cũng là lúc thôn Văn Xá mến thương của chúng ta lại tưng bừng mở hội. Còn gì vui hơn khi hôm nay dịch bệnh đã tạm yên, cuộc sống yên bình lại quay trở về, chúng ta lại cùng nhau sum họp. Nhiều ngày nay, công tác chuẩn bị cho hội làng đang được gấp rút triển khai bận rộn, và thế là ai ai trong chúng ta thì cùng phấn khởi và vui tươi. Vâng, em ơi buồn làm chi, anh đưa em về Văn Xá, đồng quê lúa tốt mượt mà, với tình yêu quê hương tha thiết, với bàn tay lao động miệt mài và khối óc sáng tạo, dân làng ta luôn biết đoàn kết chung sức chung lòng, dựng xây một Văn Xá giàu đẹp văn minh. Ta thật tự hào về quê hương khi nhìn lại chặng đường dài gian lao vất vả và thầm hứa với mình phải cố gắng hơn nữa, phải quyết tâm hơn nữa để làng quê ta ngày càng ấm no và hạnh phúc. Kính thưa quý khán giả, đã nhiều ngày nay, hòa chung không khí chuẩn bị khẩn trương của các ban ngành đoàn thể, đội văn nghệ thôn nhà đã ra sức tập luyện, lựa chọn và đưa vào chương trình những tiết mục đặc sắc nhất để trình diễn trên sân khấu đêm nay. Với tinh thần luôn làm mới mình, đội văn nghệ đã không ngừng cổ vũ, động viên nhiều ca sĩ trẻ tham gia biểu diễn với giọng hát hay, truyền cảm hứng và lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Với những nỗ lực đó, đội văn nghệ mong rằng sẽ được các vị khách quý, nhân dân thôn nhà nhiệt tình ủng hộ, tạo thêm động lực và niềm tin cho các thành viên trong đội. Vâng, hẳn quý vị đã nhận ra sự đổi mới đầu tiên là sự xuất hiện của MC Thu Hương. Xin giới thiệu với quý vị, MC Thu Hương là một cô sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, lần đầu tiên dẫn chương trình trên sân khấu thôn Văn Xá thay cho MC Kiều Vân đã nhận một nhiệm vụ khác của đội văn nghệ chúng tôi. Và MC Thu Hương đã phải thu xếp rất nhiều cái công việc học tập của mình để có thể đứng trên sân khấu để phục vụ dân làng tối ngày hôm nay. Và chú muốn hỏi cháu rằng, cháu Thu Hương xin giới thiệu với quý vị là con của bố Đoàn và mẹ Thanh. Lần đầu tiên cháu đứng trên sân khấu ở thôn ta hôm nay thì cháu có cái cảm nghĩ như thế nào? Hiện tại thì cháu cảm thấy rất là vui và vinh hạnh khi là mình lần đầu tiên được đứng trên sân khấu ở thôn nhà với tư cách là một MC. Thực ra thì cháu đã tham gia rất là nhiều chương trình ở trên trường, nhưng mà có cơ hội được đứng trên sân khấu của thôn nhà luôn là một niềm tự hào đối với cháu. Và cháu hôm nay sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ngày hôm nay ạ. Vâng, dân làng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho Thu Hương. Và trước khi chúng ta thưởng thức một đêm diễn đặc sắc, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Trọng Dương, trưởng thôn, lên tặng hoa cho đội văn nghệ và có lời phát biểu khai mạc cho đêm diễn. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, trưởng thôn Văn Xá có bó hoa tươi thắm lên tặng đội văn nghệ. Xin mời bà Nguyễn Thị Thu Nghĩa lên để nhận hoa, thay mặt cho đội. Quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương. Mùa xuân đã về trên cây hương thân yêu của chúng ta, mùa xuân của thời tiết ấm áp, cây cỏ hồi sinh, đâm chồi lẩy lộc, trổ hoa kết trái, vạn vật giao hòa, đất trời hội tụ. Mùa xuân, mùa của những âm thanh, của những cung bậc hoan ca, mùa của lễ hội truyền thống của những vùng quê Bắc Bộ. Mùa xuân, nhân dân Văn Xá lại lô lức về làng dự ngày hội truyền thống 15 tháng 3 âm lịch. Ngày hội làng đã đi vào ký ức của mọi người, để dù có đi đâu, ở đâu, có làm gì thì vẫn nhớ về cội nguồn, lấy mình cất tiếng khóc chào đời. Ngày đó là niềm vui tất cả cộng đồng của nhân dân làng ta. Mỗi người đều muốn thắp một lén hương thơm tại đình làng để kính báo với tổ tiên và tâm niệm một điều: hãy làm tốt mọi việc để mình mãi xứng đáng là con em nhân dân thôn Văn Xá. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ,
công, các bà cùng toàn thể nhân dân. Lễ hội truyền thống thôn Văn Xá ngoài phần lễ còn có phần tổ chức phần hội với giải bóng đá thanh thiếu niên các lứa tuổi và đặc biệt là đêm giao lưu văn nghệ mừng ngày hội làng truyền thống. Qua lời ca, tiếng hát, điệu múa phần nào cổ vũ tinh thần nhân dân tích cực, hăng say lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội, đề cao tinh thần tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết trong nhân dân, cùng nhau bắt tay thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu mạnh, gia đình ấm lo, hạnh phúc. Với ý nghĩa trên, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ mừng ngày hội truyền thống thôn Văn Xá 15 tháng 3 âm lịch. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, xin trân trọng những lời phát biểu động viên của đồng chí trưởng thôn và xin chúc đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Phúc, bí thư chi bộ của thôn, cũng có bó hoa tươi thắm nên tặng cho đội văn nghệ. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trọng Phúc. Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Kính thưa quý khán giả, chương trình biểu diễn đêm nay là các tiết mục rất đặc sắc, có sự dàn dựng công phu, các tác phẩm dân gian giao hòa với các tiết mục hiện đại, nhiều gương mặt trẻ lần đầu xuất hiện, hy vọng sẽ đem đến cho quý vị khán giả và dân làng ta một buổi tối thật vui tươi, say mê và hạnh phúc. Tổng đạo diễn chương trình Đăng Thông, chỉ đạo nghệ thuật Thu Nghĩa, biên đạo múa Kiều Vân, âm nhạc Ngọc Nam, âm thanh ánh sáng Ngọc Tiên. Đêm diễn xin chính thức được bắt đầu. Và để mở đầu chương trình đêm diễn nghệ thuật chào mừng hội làng hôm nay, xin quý vị cùng đến với một ca khúc hết sức vui nhộn, đó là bài hát Tôi Vẫn Thấy Em Như Ngày Nào, trình bày Ngọc Điệp. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Lời đầu tiên cho phép Hồ Điệp xin gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị có một đêm giao lưu văn nghệ luôn luôn được gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc chương trình đêm giao lưu văn nghệ thành công, tốt đẹp ạ. Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nóng trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười và những nhấp nhăn còn in dấu trên vai. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương lừng cháy trong tôi, để em thì bước hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ, tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xa. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể bà con có một buổi tối thật là vui vẻ, tràn ngập và hạnh phúc trong cuộc sống. Một tràng vỗ tay để chương trình thành công rực rỡ ạ. Cảm ơn rất nhiều. Wow.
tôi vẫn thấy em như ngày nào. Dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười, và những nhọc nhằn còn in dấu trên vai. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương lòng cháy trong tôi, để em tìm bước hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy lắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên áo đông xanh. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xa. Nhạc sĩ Giao Tiên, người đã từng trải qua chuỗi ngày mong nhớ, bất kể thời gian ngày đêm, lòng này đều ngóng trông và hướng mãi về một người. Nên tuyệt khúc Lại Nhớ Người Yêu đã ra đời. Và để hiểu rõ hơn về nỗi niềm của nhạc sĩ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thu Nghĩa với ca khúc Lại Nhớ Người Yêu. Xin quý vị một tràng vào tay để cổ vũ cho tiết mục của chúng ta được không ạ? Xin em nhớ cho rằng tim vàng anh sáng cả
trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo Thưa quý khán giả, trong đời sống văn hóa của chúng ta thì việc mời chầu, xơi chầu là một nét đẹp. Có lẽ vậy mà văn hóa dân gian có rất nhiều câu ca nói về miếng chầu rất là thú vị. Miếng chầu là đầu câu chuyện, hoặc là ăn chầu phải mở chầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi. Và người xưa cũng nói rằng yêu nhau thì ném bã chầu, ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra. Và rồi miếng chầu tuy đơn sơ là thế, nhưng nó chứa đựng trong đó cái men say của tình yêu đôi lứa. Màu thắm của chầu là sự hòa quyện trăm năm hạnh phúc. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Mời Chầu do Bích Thiều trình bày. Bay lâu bay giờ gặp lại miệng châu làm duyên sâu nặng quê em đất Lam Hồng là người ơi, đường xa tôi đây hãy nhận lấy ở miền châu, châu quê sông Lam quê mình bèn duyên thời xin thầm lại để như mai ngày hôm nay, bèn duyên thời xin đền hộ nghĩa tình sâu nặng quê em đất Lam Hồng là người ơi, đường xa tôi đây hãy nhận lấy ở miền châu, châu quê sông Lam quê mình bèn duyên thời xin thầm lại để như mai ngày hôm nay, bèn duyên thời xin thầm lại để như mai ngày hôm nay.
miền cao non tiền chung long đào. Em xin mời bạn miền Châu ngày vui đến hồn, nghĩa tình sâu nặng quê em đất Lam Hồng là người ơi. Kính thưa quý khán giả, dù đi đâu về đâu, có lẽ trong trái tim chúng ta luôn nhớ về những ký ức của thời thơ ấu. Có khi là một cánh đồng, một lũy tre hay một dòng sông thương mến. Cũng với tình cảm đó, chúng ta cùng đến với ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ do một giọng ca hết sức đặc sắc, đó là ca sĩ Minh Hồng đã trở lại sân khấu. Xin quý vị một tràng pháo tay. Một dòng sông bên nhà trong xuê gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sông không già. Làm đẹp thêm làng quê yêu dấu, sông vẫn như thuở ấy, vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ. Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng. Dòng sông tuổi thơ, con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đành một tình yêu nước non quê nhà.
người có thể cho cháu một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Thực sự là cháu rất là run, run đến mức quên cả lời luôn ạ. Chiến tranh chắc hẳn hiện lên trong tâm trí mỗi chúng ta là những hình ảnh tăm tối và đau thương, nhưng bên cạnh đó vẫn le lói và lóe lên đâu đây những tình yêu mạnh mẽ và sức sống bền bỉ. Và Sợi Nhớ Sợi Thương của nhạc sĩ Phạm Huỳnh Điểu chính là một ca khúc đã ghi lại những tia hy vọng đó. Ca khúc nói về nỗi nhớ của cô gái với người yêu cách nhau một dải Trường Sơn giữa hai đầu chiến dịch. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đón xem màn thể hiện của ca sĩ Ngân Vang qua ca khúc Sợi Nhớ Sợi Thương. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe và thưởng thức. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên lặng đốt, bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà rùa tan mây, mà chẳng thể nào mà che anh được. Trong lúc sợi thương ngây mây chăn mãi lợp, sợi nhớ đan vòm xanh tiếng sườn đông mà che mưa tiếng sườn tây xòa bóng má đợt trời thương ngây mây màu xanh suốt mà em nghiêng hết lấy mây về phương anh mà em chẳng thể nào mà che anh được.
rụt sợi thương ngây mây trăm mái lợp, rụt sợi nhớ đan buồn xanh nghiêng dương đông mặt trẻ mưa anh nghiêng dương tây xòa bóng má đầm chơi thương ngây mây màu xanh suốt mà em nghiêng hết lấy mây về phương một điều gì đó thật tuyệt vời trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi chúng ta có một ai đó đến bên che chở, yêu thương và bảo vệ, đem đến cho chúng ta niềm vui mỗi ngày, soi sáng cuộc sống của chúng ta như một tia nắng xóa tan bóng tối của sự u buồn và tẻ nhạt. Và ca khúc Ánh Nắng Của Anh chính là ca khúc đã ghi lại được điều đó. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ánh Nắng Của Anh qua màn song ca của hai bạn trẻ Minh Hiếu và Hải Đăng. Xin quý vị một tràng pháo tay thật to để cổ vũ cho hai chàng trai của chúng ta được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn. Love.
chân trời. Tràng pháo tay để cổ vũ cho tiết mục vừa rồi của chúng ta được không ạ? Với nhạc sĩ Ngọc Thịnh, một người con của mảnh đất Hà Tĩnh, thì tình cảm ông dành cho dòng sông Lam và những câu hò ví dặm luôn mãnh liệt. Và cũng vì vậy mà ông đã gửi những cảm xúc đó vào giai điệu của ca khúc Câu Đợi Câu Chờ. Và không để quý vị khán giả chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với phần thể hiện của ca sĩ Bích Việt với bài hát Câu Đợi Câu Chờ. Ngày ấy con đò đưa tiền,
người ơi sao mà sâu lặng, câu thương câu đời câu chờ. Lay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn dòng sông con đò. Câu hò vì rằng cho anh đầy mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn hướng dòng sông con đò. Câu hò quê mình mộc mạc ma thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò vì rằng anh thương trọn đời. Cây gừng muối mặn đừng quên người ơi. Trong nền nhạc rộn ràng của ca khúc Tàu Anh Qua Núi, xin mời quý vị cùng thưởng thức một tiết mục hết sức đặc sắc, kết hợp một phong cách rất riêng, rất độc đáo, một màn vũ điệu có 102 lôi cuốn sôi động trẻ trung, được thực hiện bởi các vũ công của Tôn Thực Đình và Thôn Văn Xá chúng ta. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Mà lòng ta mưa, dầu qua núi cao.
Vâng, quả là một tiết mục tuyệt vời phải không quý vị? Và sau đây chúng ta còn đến một tiết mục còn tuyệt vời hơn. Kính thưa quý khán giả, tiếp theo chương trình có lẽ là một tiết mục đặc sắc nhất và cũng là hồi hộp nhất. Đó là tiết mục của một ca sĩ trưởng thành trong phong trào quần chúng. Tiếng hát của chị có cái mộc mạc chân chất của người miền Bắc, nhưng tên tuổi thì đích thị là người miền Nam. Đố quý vị đó là ai ạ? À vâng, đúng rồi, quý vị rất là nhớ đấy ạ. Đó chính là Út Trà Chiến. Vâng, thưa quý vị, đã nhiều năm làm chương trình, nhưng đến phần của Út Trà Chiến tôi lại thấy rất là hồi hộp. Tôi không lý giải được vì sao giữa đội văn nghệ miền Bắc lại xuất hiện một cái cô gái nhỏ miền Nam vào đây. Thật là nhỏ nhắn, thật là dễ thương và rất là vui nhộn. Và chỉ có thể giải thích được rằng đây mới là bản sắc văn hóa Việt, mới là tinh thần luôn luôn làm mới mình. Vâng, xin mời Út Trà Chiến đến sân khấu với ca khúc Hát Về Cây Lúa Hôm Nay. Xin mời Trọng Thành dừng lại. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể dân làng, hôm nay tôi muốn tặng quý vị một bài thơ mà thơ tình của tôi ngày xưa nó trong sáng mà nó kỳ diệu lắm. Nhưng mà tôi sợ là không đúng chủ đề thì tôi gọi MC Phạm Trọng Tình của chúng tôi quay trở lại, vì MC của chúng tôi là nhà giáo đại học, trường đại học văn, cho nên là tôi hỏi Trọng Tình hôm nay có cho tôi đọc thơ thì đọc, không có ta tôi hát luôn. À không, thưa quý vị có đồng ý cho chị Chiến đọc thơ không ạ? Vâng, đó đấy chính là cái màn đặc sắc nhất đấy. Và tôi rất là thích thơ của chị Chiến, nó rất là hay, và chúng ta cùng lắng nghe nhé. Vâng, thơ của tôi bắt đầu có một câu chuyện nhỏ. Vào một buổi sáng mùa xuân, mà một buổi sáng tinh mơ, thì tôi mới dậy quét cửa nhà hàng nhà tôi ở chỗ kia kìa. Thì nhà tôi mới đi làm ca ba về đến đấy, thì tôi ngước mắt nhìn lên, hai chúng tôi nhìn nhau mà lại như hai người xa lạ, lại không ai hỏi ai. Nhưng khi về đến nhà thì nhà tôi có hỏi là: mẹ ơi mẹ, ngoài kia có cái Chiến, thì bà bảo nhà là người ta không gả cho nhà mày đâu. Thế thì nhà tôi cứ mạnh dạn viết một lá thư lên và xin đi lại. Cuối thư nhà tôi viết một đoạn thơ như thế này: sáng qua anh đi làm về, thấy Chiến đang quét ở kề bờ ao, ngước nhìn thấy má em hồng, cái môi Chiến thắm để lòng anh yêu. Thế thì tôi mới viết một lại như thế này: anh ba làm công nhân ở bến tàu khuân vác, vừa làm anh lại vừa hát trong một buổi sáng mùa xuân. Còn tôi trả lời mấy câu thơ sau đây như thế này, mà thơ của tôi mấy câu thơ sau đây thì nhà đại học quốc tế cũng không có, mà như vậy: nhà em ở bây giờ mà mùa xuân hoa đua lở, em thôi đời đi học sẽ nghĩ chuyện làm thơ, viết kín 10 quyển vở, anh đan một chiếc lồng đón em về bên ấy, vì anh cũng thích hoa. Vâng, lời thơ tri ân cùng khán giả hôm nay xin được khép lại. Xin chúc quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, có tuyệt vời không quý vị? Quý vị phải vỗ tay thật to nữa. Chúc đêm hội thành công rực rỡ. Ca gửi ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò từ những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trồng gió bất, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa keo
đến hôm nay những chàng trai đang lay máy cày vào cô gái xe ngồi máy cày chiếc cầu tre tranh vanh nhỏ bé không mang lời đánh thắp làng tương lai ta mơ đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trồng gió bấc chân lội buông sâu dưới trời mưa phùn và đôi vai xưa kéo cày thanh châu vì không có đất vì nước đã mất cho đến hôm nay những chàng trai đang lay máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cây tiếc cầu tre tranh vanh nhỏ bé không mang lời gánh khóc lòng tương lai đã mở đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Vâng, Đà Lạt là xứ sở mộng mơ, từ lâu đã gợi lên biết bao nhiêu cảm xúc và nỗi niềm với những du khách từ thập phương ghé đến. Khó có thể kể hết những bài hát về vùng đất này, nhưng nổi bật đó chính là ca khúc Thương về miền đất lạnh của ca sĩ, của nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm. Và để cảm nhận rõ nét hơn về những giai điệu tuyệt vời của bài hát, xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan với ca khúc Thương về miền đất lạnh. Xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho tiết mục của chúng ta. Tôi nhớ Đà Lạt mơ dù lòng người lứa thưa với bao nhiêu ước mơ lưu luyến Đà Lạt thơ khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa dòng gây suối đá lá trên hoa đẹp tươi với thế nhân thôi dù hết u sầu để lòng quay về bên yêu linh sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều như dù ai say trong giấc mơ dạt dào cho thế nhân thôi dù hết u sầu để lòng quay về bên phải
vô vàn cuộc tình duyên lang chính lữ. Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, như du ai say trong giấc mơ dạt dào. Cho thế nhân thôi dù hết nỗi sầu để lòng quay về bên. Tuyệt vời của ca sĩ Ngọc Lan. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đến với một vùng đất mới, đó chính là Hà Nam. Hà Nam là một vùng đất nằm lọt giữa bốn dòng sông lớn: sông Hồng, sông Đáy, sông Châu và sông Vị Hoàng. Vùng đất có lịch sử lâu đời, lưu giữ nhiều trầm tích văn hóa tiêu biểu. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các thế hệ người dân Hà Nam chịu thương chịu khó trong lao động, kiên cường trong chống giặc ngoại xâm và không ngừng sáng tạo bồi đắp lên nền văn hóa giàu bản sắc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với bài hát Hà Nam Đất Mẹ Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Anh, được thể hiện qua giọng ca tuyệt vời Kiều Thơm. Xin quý vị một tràng vào tay để cổ vũ cho tiết mục của chúng ta.
em đưa anh về thăm quê em, về ngã ba sông rực lắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương, Hà Lam ơi, sông đây ân tình. Về Hà Lan em đưa anh về quê mẹ thân thương, ngã ba sông này chợ bầu xưa vẫn đó, con đò năm xưa tựa nỗi nhớ khôn nguôi. Sông đây ân tình tựa mái tóc em say. Về Hà Lan ai đó chờ ai bên xưa hồng vũ, nhớ ngày đầu súng nổ máu đổ cờ bay, mẹ tiễn cha đi đâu hẹn ngày trở lại. Hà Lan ơi đất mẹ anh hùng, dù đi đâu về nơi đâu, Hà Lan đó lặng tình người ơi, Hà Lan quê tôi vẫn đẹp dâu người ơi. Cảm ơn phần trình bày của ca sĩ Kiều Thơm. Chúng ta thấy là Kiều Thơm đã từng lên sân khấu rất nhiều lần và có lẽ hôm nay là Kiều Thơm trình bày cái phần của mình là thành công nhất. Để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với một làn sóng mới của đêm diễn ngày hôm nay. Bài hát khiến cho người nghe cảm thấy được sự thổn thức, sự bồi hồi của con người khi đang yêu, đồng thời qua đó thể hiện một ngọn lửa tình yêu mãnh liệt luôn bùng cháy trong nội dung ca khúc. Và không gì khác, đó chính là ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Quân, được thể hiện qua màn song ca của anh Ngọc Điệp và MC Thanh Hương. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Người yêu ơi, có mềm đã héo khô, mặt hồ lá sáng sơ, những con đường vắng sương mơ, từng bước chân cuốn đi một thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Dần mình nhớ tới anh, hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau sắp lại nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, nhìn nhau để nước cho ngày sau, đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu, vì chính em mà thôi. Yêu anh mất rồi, sớm ai dành cho nhau tia nắng đầu tiên giang ngời. Người yêu ơi, có mềm đã héo khô, mặt hồ lá sắc sơ, những con đường vắng sương mơ,
từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi cuối mưa ngồi trời đến gió này, giật mình nhớ tới anh, hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ, ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh cơn mơ, cơn mơ đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quên. Đau đớn miên, từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Tổn thương ta nhìn nhau, hẹn ước trong ngày sâu trong đời mình. Nắm đi nhé anh tình yêu, vì chính em mà thôi. Mưa xa dần hàng cơn, mưa mơn man giây phút này, anh sao đưa ta về bên nhau. Một phút anh ngân nga, em nhận thôi làm cơn mưa giăng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quên. Nước cho ngày sau, hẹn nhau đi nhé anh tình yêu, vì chính em mà thôi. Yêu anh mất rồi, sáng mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời. Đầu đông ở Hà Nội có gì đó rất đặc biệt, khiến cho lòng người xuyến xao bồi hồi nhớ về những kỷ niệm. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay bay hiu hiu gió lạnh. Những câu hát trong ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa sẽ tiếp nối chương trình của buổi tối ngày hôm nay, được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Hồng Thìn. Xin quý vị một tràng pháo tay để cổ vũ cho tiết mục của chúng ta. Lời đầu tiên ạ, cho phép cháu được gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân thôn Văn Xá mình một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Không buông lắm, cố gắng nghiêng nghiêng cánh cánh.
Họa. Trong tình yêu, con người luôn có những cung bậc cảm xúc khác nhau, có vui, có buồn, có sự mãnh liệt của tình yêu, cũng có sự da diết của nỗi nhớ. Và với nhạc sĩ Hàn Châu, nỗi nhớ về người yêu luôn hiện rõ trong tâm trí của người si tình. Nỗi nhớ về màu xanh của áo em mang, màu xanh của bầu trời khi đôi mình bên nhau, màu xanh của kỷ niệm, tất cả được thể hiện rõ trong ca khúc Màu Xanh Kỷ Niệm, được thể hiện bởi ca sĩ Kiều Thủy. Xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho ca sĩ của chúng ta được không ạ? Thời gian bước qua nỗi này, ta bỏ đi
nghèo đâu tìm. Vùng trời xanh mang niềm thương nỗi nhớ, nơi yêu đương hằn gót chân qua. Giờ còn xanh kỷ niệm thua nào, nhưng nỗi quên chân nghe là lạ. Còn ta với ta áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua. Còn trăng nữa mòn gót chân tìm, cuộc tình xưa cũng đã đi qua. Còn trăng nữa mòn gót chân tìm. Kính thưa quý khán giả, cứ mỗi dịp hội làng, trong lòng người dân Văn Xá chúng ta lại tràn ngập niềm vui, một niềm hạnh phúc khó tả. Đây cũng là dịp chúng ta nhìn lại một năm lao động miệt mài xây đắp quê hương. Đất yêu người bàn chân lấm bùn khuya sớm, đất thương người lẻ loi cánh cỏ trên đồng. Và cũng chẳng biết từ khi nào tình đất tình người đã gắn bó yêu thương. Chúng ta hãy tĩnh lặng lắng nghe, nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Tình Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương do ca sĩ Minh Trang thể hiện. Chọn kia
kiếp người mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người bàn chân lắm buồn khuya gió, đất thương người lẻ loi thân cỏ trên đầu. Nghe gì sao đâu đó tiếng thi thầm của đất, tiếng dòng sông vô sóng gọi ta về. Đất yêu người bàn chân lắm buồn khuya gió, đất thương người lẻ loi thân cỏ trên. Đâu đó tiếng thi thầm của đất nó, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi. Vâng, xin cảm ơn phần thể hiện rất tuyệt vời của ca sĩ Minh Trang. Và kính thưa quý khán giả, bà con thôn Văn Xá của chúng ta, chương trình của chúng ta đã đi được khoảng già lửa chương trình rồi, nhưng càng về sau thì chúng tôi đã đan cài những tiết mục rất đặc sắc, và đặc sắc nhất có lẽ là một hai tiết mục cuối cùng, cho nên quý vị lắng lại chờ đợi. Cho các thể loại âm nhạc thì Boreno luôn được nhiều người yêu mến. Trên nền nhạc du dương mênh mang, Boreno từ lúc nào đã thấm sâu ở tâm hồn người nghe. Bolero nói nhiều nhất với cảm xúc, nó mang lại sự da diết thiết tha sâu lắng, nó làm dịu lại tâm hồn ta, đem đến bao suy tư trìu mến. Chính vì lẽ đó mà Phương Thanh, một cây văn nghệ trẻ trung duyên dáng, luôn thích thể hiện các ca khúc trong dòng nhạc này. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Tàu Đêm Năm Cũ do Phương Thanh thể hiện. Trong giây phút này tôi mơ ước sao
về thăm một tôi. Và câu chuyện đời e ấp trong tim em, ước hẹn cho nhau nụ cười, hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không, giữ trong tim được không những chuyện xưa của lòng. Trẻ linh trở về tàu cũ năm xưa, mang về trả cho tôi người xưa, để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình này. Tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa, để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình này. Để trả cho tôi người xưa, để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình này. MC cũng xin tham gia một tiết mục và xin hát cái bài này với cháu Hồng, đó là bài Tình Ca Mùa Xuân. Xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Chờ vẫn trọn lòng tin yêu.
trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc. Ê, phù phương xa lắc vững vàng bàn tay em. Mùa xuân rồi đi qua, cơn mưa hè hội hạ, tình ta càng thêm sâu như những chiếc hôn đầu. Chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy. Em đi vào sương mây khi trời còn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hội mùa xuân. Xuân biên giới, sông anh ngàn trời xa. Dạ vâng ạ, để đáp lại tình cảm của toàn thể các cô, các bác, sau đây cháu xin hát một ca khúc nữa của nhạc sĩ Thanh Hải. Bài hát Mùa Xuân Nho Nhỏ. Giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc, ơi con chim chiên chiên hót chi mà vang trời. Từng giọt lòng lanh rơi, tôi đưa tay hướng về mùa xuân. Người cầm súng lộc dắt đầy chiến binh, mùa xuân người ra đồng lộc trải dài lưng lúa. Đất nước bốn ngàn năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao vững vàng phía trước. Ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa, một nốt trầm giáo xiên tan biến trong hòa ca. Mùa xuân, một mùa xuân nhỏ nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân, tôi xin hát khúc nam mai nam bằng nước ngát ngàn dặm tình, nước ngát ngàn dặm mình đất huyền.
chiên hót chi mà vang trời, từng giọt lòng lanh rơi tôi đưa tay hướng về. Mùa xuân người cầm súng lộc dắt đầy trên lưng, mùa xuân người ra đồng lập trại dài đường đưa. Đất nước một ngàn năm vẫn hòa và dân lao, đất nước như vì sao vững vàng phía trước. Ta là con chim hót, ta là một nhành hoa, một nốt trầm sáo xuyên tan biến trong hòa ca. Mùa xuân, một mùa xuân nhỏ nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân tôi xin hát khúc Nam Mai Nam Bằng, nước non ngàn dặm tình, nước non ngàn dặm mình đất Huế. Một mùa xuân nhỏ nhỏ lặng lẽ dân cho đời. Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân tôi xin hát khúc Nam Mai Nam Bằng, nước non ngàn dặm tình, nước non ngàn dặm mình đất Huế. Của ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương được thể hiện bởi giọng ca của ca sĩ Thúy Nga. Xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho tiết mục của chúng ta. Em yêu hỡi, anh có thể cảm thấy
mình, Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã để lại cho những người con đất Việt một tình cảm bao la, trong đó tình cảm sâu nặng Bác đã dành cho miền Trung ruột thịt. Và trái tim miền Trung cũng luôn hướng về Bác Hồ. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ rằng rặc đến miền Trung. Đó cũng là lời của bài hát Miền Trung nhớ Bác của nhạc sĩ Thuận Yến do ca sĩ Minh Thành trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong bác, nỗi mong cha. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ rằng rặc đến miền Trung. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ rằng rặc đến miền Trung. Về sáng nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân Bác. Đường miền Trung lon xanh nước biếc, xin hỏi đường Lào Bác đã qua đây, khi Bác tìm đường cứu nước ai hay. Trời miền Trung mưa tuôn lắng cháy, đất quê tôi đưa Bác suốt tầm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương. Trái tim phương Nam đêm hướng về miền Bắc, ở đó Bác Hồ người gọi ơi miền Nam. Đường cách xa bao la đất miền Trung, đâu biết hồi bây giờ quê ta trong tim Bác. Trời Bình Khê xanh trong Bát Ngát, lưu luyến một chiều đến thăm cha, chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa. Biển Phan Thiên đêm đêm sóng hát, phục tiến đưa lưu luyến bên nhà rồng. Biển muôn đời hát lại nỗi nhớ. Về miền Bắc, ở đó Bác Hồ người gọi ơi miền Nam. Đường cách xa bao la đất miền Trung, đâu biết hồi bây giờ quê ta trong tim Bác. Đường miền Trung xanh trong Bát Ngát, một chiều Bác đến thăm cha, chia sẻ ngọt lành
trước lúc đi xa. Biển Phạn Thiên đêm đêm sóng han, cuộc tiến đưa lưu luyến bên nhà rồng biển muôn đời hát lại lối nhớ đưa lưu luyến bên nhà rồng biển muôn đời hát mãi lối nhớ. Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương. Trong những năm tháng kháng chiến hào hùng, lớp lớp thế hệ trẻ đã tự nguyện hiến dâng sức trẻ, dâng cuộc đời mình cho non sông đất nước. Công lao to lớn đó chúng ta không bao giờ được quên, bởi vì có được hòa bình tự do, biết bao người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân. Nếu là mây tôi sẽ là một vừng mây ấm, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Vâng, đó cũng chính là ca từ trong bài hát tự nguyện do ca sĩ Hồng Mấm sẽ thể hiện ngay sau đây. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho ca sĩ Hồng Mấm ạ. Chết cho quê hương.
dưới cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sớm cùng nguồn trái tim ngày hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp đời. Nhìn giữa oai hùng đó tôi xin tiếp lời. Là người xin một lần đi nằm xuống mà anh em đứng lên phất cao ngọn trời. Là chim tôi thề cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sớm cùng nguồn trái tim ngất ngây hòa. Bay khắp trời, nhìn xưa oai hùng đó, tôi xin tiếp lời. Nắng gầy một lần khi nằm xuống, anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ. Hái trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa. Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào. Những câu hát trong ca khúc Hái trộm hoa rừng của nhạc sĩ Hoàng Tâm đã để lại trong lòng người yêu âm nhạc một cảm xúc da diết về một mối tình dang dở do chàng trai phải ra chiến trận. Tuy vậy, những kỷ niệm với những cánh hoa được hái trộm vẫn sẽ còn mãi trong lòng người thiếu nữ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe màn song ca của Thanh Lan và Ngọc Điệp qua ca khúc Hái trộm hoa rừng. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe và thưởng thức. Vâng, kính thưa toàn thể bà con cô bác thân mến, mặc dù đi giao lưu văn nghệ nhưng vẫn không quên Điệp vẫn không quên hái hoa rừng để tặng Lan. Với một ca khúc này rất mong nhận được sự cổ vũ của toàn thể các quý vị đang có mặt trong buổi tối hôm nay. Một tràng vỗ tay động viên cho những làm chương trình xin đã tặng. Hái trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào. Lắm xưa lối lầy vẫn thường dìu em đi, tàn cây lắm trước anh viết tên em, còn xanh đời chờ chiều xa xưa năm ấy. Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho mi em nhạt nhòa. Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau, hàng trăm thứ viết anh gửi trời chiến trận. Em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu. Tiền đồn héo hụt tính tú quây quần, nghe anh kể chuyện đời linh. Khi
không nhạt nhòa mà dối cho ngàn cánh. Chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời. Anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu. Cành xưa anh viết anh khắc tên em. Chiều lấy kết duy cho thắm bên tình những người còn đi. Tiền đồn héo hụt, tình tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính. Khi lao lối hẹn, em anh dối hờn lòng anh thêm sao xuyến. Ngày đi, anh chẳng đường gặp em, sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu. Đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn. Biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà rồi cho ngàn cánh. Chiều nay tay mình nói ta yêu nhau trọn đời. Anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu. Tàn cây lắm trước anh viết tên em. Chiều nay kết nhì cho thắm men tình những người còn đi xa. Cho thắm men tình những người còn đi xa. Kính thưa quý vị, trong các chương trình lễ hội hẳn không thể thiếu các tiết mục dân gian, đó chính là hồn cốt dân tộc. Cho dù cuộc sống có phát triển văn minh, hiện đại đến đâu thì chúng ta cũng luôn phải giữ gìn bản sắc văn hóa. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức màn biểu diễn Chầu Năm Suối Lân được thể hiện qua tốp múa của đội văn nghệ thôn Văn Xá. Xin quý vị một tràng pháo tay.
đình cánh núi rừng thanh hà. Trần quốc kêu ơi cánh chiều mồi hiu nai ngơ ngác trên đồi hang sâu thăm thẳm núi đồi thêm ghê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi một ngày vắng em bước chân buồn tênh, rồi từng ngày nhớ em trái tim không ngủ yên. Trái tim không ngủ yên chính là vì tình yêu. Tình yêu có thể là mong nhớ, là hy sinh, là chờ đợi. Thậm chí tình yêu cũng có thể trở thành đau khổ, thành hờn ghen, thành thù hận. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với ca khúc Trái tim không ngủ yên, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, được thể hiện bởi giọng ca Văn Thủy. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe và thưởng thức. Vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình, còn anh nói cho đã yêu em rồi là trong tim anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh mong rất gần, còn anh nói cho đã yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng em bước chân buồn tênh, rồi từ ngày chưa yêu là thật ra anh mong rất gần, còn anh nói cho đã yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng em bước chân buồn tênh, rồi từng ngày nếu anh nói anh muốn xa em là thật ra anh mong rất gần, còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là một trong những cái đêm diễn chúng ta thấy là thiên thời địa lợi nhân hòa, rất là tuyệt vời và âm nhạc rất là hay, và có một vị khách đến thăm làng ta cũng rất muốn
xin hát một bài. Đó là cô Trang Nhung sẽ gửi tới quý vị ca khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho vị khách quý của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thì lời đầu tiên cho phép Trang Nhung xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Chúc cho chương trình Đêm Văn Nghệ hôm nay thành công tốt đẹp. Vâng, là một người khách phương xa, hôm nay thì Trang Nhung rất là vui và hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu của quê nhà thôn Văn Xá để dành tặng cho quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử, ca khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, trong gió không quang, trong tia nắng thanh bình, để người trai linh chiến quay về gia đình tìm vui bên. Hãy subscribe.
Vâng, một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh Ngọc Điệp đã đưa lọt vào mắt xanh của một vị nữ tài trợ cho chương trình, một người mà chúng tôi không thể từ chối được. Vậy một lần nữa xin mời anh Ngọc Điệp đến sân khấu ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, và rất là vui khi được sự quay trở lại trên sân khấu, được rất là nhiều mến mộ tình cảm của toàn thể bà con cô bác trên quê hương ta. Với những tình cảm đó thì ngay sau đây, thưa quý vị, với một nhạc phẩm được mang tên Lỡ Hẹn với Dòng Lam. Xin mời quý vị. Vâng, một tràng vỗ tay để động viên cho chương trình buổi tối hôm nay được ấm áp hơn ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Mây chiều vàng làng soi bóng nước, một chiếc thuyền ngắn vội vã trở về. Sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vời mắt ai buồn tái tê. Xa xa mây phủ non hồng lĩnh, đa vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dần thương vương sóng nước, đò đầy đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giờ nón chỉ giữa bên sông buồn. Anh ngò ngò nơi em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bên đò em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa xuôi mãi chèo buồn. Tư đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, lấy trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên nở bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Câu hát người thương nghiêng vành nón, giờ nón chỉ rửa bên sông buồn. Anh nọ ngò nơi em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bên đò em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa xuôi mãi chiều buồn. Tư đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, lấy trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà em lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Một tràng vỗ tay để chương trình hai kịch sắp được lên sân màn biểu diễn không ạ? Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, lấy trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà em lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn
với người anh thương. Vâng, thưa quý vị thân mến, bài hát này là bài hát của ngày sáng ngày mai ạ. Sáng ngày mai quý vị có đồng ý cho hát lại khúc này không ạ? Vâng, có thì để mai con lại hát tiếp ạ. Xin cảm ơn đại gia đình nhà mình rất là nhiều. Vâng, cảm ơn phần trình bày rất là tuyệt vời của anh Ngọc Điệp. Kính thưa quý khán giả, để kết thúc chương trình sau đây, chúng ta cùng đến với một tiết mục hài đặc sắc chưa từng có. Một tiết mục hài mà chúng ta sẽ cười từ nhà ra phố và đố ai không cười. Ai không cười, ban tổ chức sẽ xin tặng cho 10 triệu. Tôi nói thật đấy. Với sự tập luyện miệt mài, dàn dựng công phu, chắc hẳn sẽ đem đến chúng ta một đêm diễn, một màn diễn đầy ấn tượng. Tiết mục hài dân vũ, sưu tầm và đạo diễn Kiều Vân. Trong vai Lý Trưởng, Kiều Thủy, Mẹ Đốp, Thu Nghĩa, Cụ Đồ, Minh Thành, Cụ Thầy, Kiều Vân. Trong vai Cụ Hương, Út Trà Chiến. Trong vai Thị Màu, Bích Thiều. Trong vai Cô Tấm xinh đẹp, Bích Việt. Trong vai Cám, Minh Trang. Và trong vai Mẹ Cám, Thúy Nga. Và chúng ta cùng đến tiết mục kết thúc ngay sau đây. Chuyện kể rằng, nàng Tấm sau khi rách thị chui ra, nàng kết hôn với hoàng tử và sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng rồi Covid hoành hành, hoàng tử phải tạm xa nàng Tấm để đi ngoại giao kiếm nguồn vaccine cho dân chúng. Tấm trở về sống cùng với mẹ và Cám ở quê. Ở đó có chị Mầu, sau khi bị làng bắt vạ, đã kết hôn cùng anh Nô, đẻ được 9 đứa con và bây giờ mang thai đứa thứ 10. Năm nay, hội làng mở rất to. Cụ Lý đâu rồi? Việc đang đến nơi rồi, nhà bác việc. Đốp! Đốp ơi, đốp! Đứa nào đốp chắc gì ngoài ý đâu? Con này lao nhỉ? Mày ra đây ông bảo đây đốp! Mày làm gì mà lâu thế hả đốp? Ông chờ từ sáng tới giờ. Đồng tiền với cái chữ, người thì phải có tên, xứng danh xứng giá thì mới nên con người chứ thầy. Thế thầy bảo gì con? Thầy bảo gì con thế hả? Đốp à, năm nay hội làng ta mở, ta muốn mày đi mời cả làng gia đình cùng họp, mày nghe rõ chưa? Thế mời thế nào hả thầy? Trời ơi, mọi khi mày thông minh lắm mà hôm nay mày để đâu rồi hả đốp? Con ngoại kỳ thì thông minh lắm, hôm nay thì con tâm nó không nhập, thầy thì đọc thì con mới nhớ được. Được rồi, mày đứng nghe tao đọc đây này. Trường nàng triển trạng, thượng hạ tây đông, hội làng sẽ mở đúng rằm tháng 3, mời cả làng ta gia đình cùng họp. Thầy mà đọc nhanh thế thì bố con cũng không nhớ được. Bây giờ nhá, thôi thế này nhá, con đi trước, thầy bước theo sau, con gõ thầy kêu. Ôi trời ơi, thế thì ngang bằng ông đi hầu nhà chúng mày hả đớp? Bây giờ nhá, thầy đọc từng câu thì con mới nhớ được. Thế được rồi, mày nghe tao đọc đây. Chiêng nàng chiêng trà, thượng hạ tây đông. Tây đông vào đây này. Ôi trời ơi, sao mày bốc cái mồm của ông bỏ vào đấy của mày thế hả đớp? Con bốc vào đây thì con mới nhớ được chứ thầy. Hội làng sẽ mở đúng rằm tháng 3. Tháng 3 cũng vào đây ơi. Lại mời các cụ gia đình nàng cùng họp. Cùng họp cũng vào đây này. Trời ơi, mày làm ơn mày nâng cao cao cái giải yếm của tao lên một cái. Ôi, hết cả cái mồm ông rồi. Thế này là cao nhất rồi đấy thầy ạ. Dãy này, dãy này, dãy này, bao nhiêu già hết, già hết. Thế là xong. Ôi trời ơi, con xong rồi đấy ạ. Con xong rồi đấy thầy ạ. Đớp ơi đớp, chập này, ông nhìn mày, nghe mày ngọt nước đáo để đớp nhỉ? Hay là hôm nào ông sang, mày cho ông gửi một đứa? Ôi bà con ơi, thầy Lý dê con. Ôi dồi ôi, cái mồm nói bé bé thôi, ông mới chỉ nói thế chứ ông đã làm gì mày đâu. Thôi được rồi, hôm nào sang ông đền cho thùng thóc nhá. Thầy
là người lớn rồi thì ăn nói thế à? Bố cháu mà nghe thấy được thì thấy cái mặt thầy nhá. Ôi trời mặt... ơi, con này lo ghê lắm, không dây được mới lo đâu. Đấy, có thế thứ chẳng bà con nhỉ. Trường nàng, trường trà, thượng đạ thấy đông ý à. Mười tháng 3 sắp chưa đã họp, mời các cụ ra gia đình để họp nhé. Cụ Đỗ ơi, ơi cụ Đỗ. Ai gọi cụ thế? Cụ ra họp làng. Ra hội làng nhà cụ làm gì có vàng mà là kêu. Làng mời cụ ra họp. Ờ, thế à, thế làng lại họp à? Thế cụ phải ra chứ. Ôi giời ơi, tầm này mới có 101 tuổi, mệt quá. Đốp. Dạ. Thế bây giờ ông ngồi ở đâu thế? Cứ chỗ cao nhất cụ ngồi. Ê, thì cụ phải cứ chỗ nhất cụ ngồi. Ok. Đằng trước có cái giấy cho cụ nha. Đằng trước có cái rãnh đấy cụ nhá. Ô cái rãnh à, để cụ nhảy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cứ vài vế cụ ngồi. À thế à. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đốt. Mày làm ăn thế nào nó đè đầu cưỡi cổ ông thế này hả? Cụ thầy cụ nhắm mắt cụ ngồi một tí thôi mà cụ. Thầy à. Đồ thầy đồ à. Mắt kém. Thầy đồ thông cảm nhá. Đâu là cái đồ mù dở. Cái đầu mù dở. Cái đầu điếc dở. Bê bê bê. Ôi trời. Mới học. Tao thấy cụ gương cụ ấy còn dê nào đâu mà thịt. Chẳng hôm nay cao quá. Anh hôn em vào má. Dạ. Ôi trời ơi, cái gì mà đi động đất thế mày? Cái cụ của ông rồi. Chỗ nhầm của cụ Hương, cụ đòi chỗ của cụ ấy đây. Ờ, Hương à. Ai mắt kém, thông cảm nhá. Chào các cụ. Ôi trời ơi, các cụ ơi, các cụ ơi. Em ngửi thấy mùi gì thơm thơm. Thịnh thơm, thịnh thơm. À, em lại chào các cụ. Bà Nghĩa. Hoàng tử ơi, trời hôm nay nhiều gió. Không, không, không. Em nhìn thấy chó, em nhớ anh. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Úi giời ơi, chóng hết cả mặt. Ôi giời ơi, chóng hết cả mặt, cụ đã hết cả mắt rồi. Cười gì mà cười? Tao mà cười đẹp. Không ai còn đau quá rồi. Ai ơi, đau quá mẹ ơi. Con gái mẹ, con gái yêu của mẹ, con gái vàng, gái bạc của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Thế mua giày chưa? Bế tôi ra đây để đi xem hồi mà không mua giày thì tôi đi chưa hết rồi. Đây đây đây, giày của con gái mẹ đây. Mẹ mua từ Paris ở thủ đô Campuchia. Đôi giày đẹp có 102. Con gái mẹ hôm nay mà đi đôi giày này á thì phải nói đó là hoàng tử phải chết.
chết. Càng thích nhảy cơ, càng tự thích nhảy cơ. Có đồng ý cho chúng con nhảy một bài không để động viên các cụ không nhỉ? Ồ, thì chưa họp đã nhảy à? Ồ, thì đây, nhảy. Cất tiếng ca hòa trong con tim ta, niềm yêu thương thấm nồng. Giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, chi bộ thôn văn xá và bà con cùng toàn thể các vị khách quý đã tài trợ chương trình và đóng góp một phần to lớn cho thành công của chương trình tối ngày hôm nay. Mình xa nhau rồi, phải không bà con ơi? Dù con tim em còn muốn nói lời yêu thương dành cho em, chỉ còn hàng phường vĩ kia dưới mái trường lặng lẽ ngơ ngác bên nhau. Mình xa nhau rồi, phải không bà con ơi? Dù con tim em còn muốn nói lời yêu thương, biết bao kỷ niệm với bao tháng ngày, cùng bao ước mơ ngày mai.
còn đâu nữa khi mình xa nhau. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca. Ở trong con tim ta niềm yêu thương thâm nồng, giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau nhưng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về một người yêu lên xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm nào. Mình xa nhau rồi phải không bà con ơi? Dù con tim em còn muốn nói lời yêu thương dành cho em, chỉ còn hàng phường vĩ kia dưới mái trường lặng lẽ ngơ ngác bên nhau. Mình xa nhau rồi phải không bà con ơi? Dù con tim em còn muốn nói lời yêu thương, biết bao kỷ niệm với bao tháng ngày, cùng bao ước mơ ngày mai. Còn đâu nữa khi mình xa nhau, xa nhau, xa nhau. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca. Hòa trong con tim ta niềm yêu thương thấm nồng, giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau nhưng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, làm cho dâng nỗi thương nhớ năm nào. Một lần nữa ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đến nhà tài trợ, em trong đoàn nhạc công âm thanh ánh sáng và cùng toàn thể bà con nhân dân đã cổ vũ động viên cho anh chị em trong đoàn chúng tôi thực hiện thành công buổi tối ngày hôm nay và chương trình ngày mai. Xin mời Ngọc Điệp ạ. Vâng, các kính thưa quý vị thân mến, xin được thay mặt cho ekip những làm chương trình xin được cảm ơn toàn thể các quý vị chúng ta đã quan tâm và ủng hộ theo dõi chương trình đêm giao lưu văn nghệ buổi tối ngày hôm nay tại quê hương thôn Văn Xá được thành công và tốt đẹp. Xin được kính chúc toàn thể quý vị có một buổi tối ngon, an lành. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Canh Hát Thuyền trong buổi sáng ngày mai. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi sáng ngày mai. Xin chào, tạm biệt.